worked for expert sea. We worked in aquaculture for shrimps. We monitoring shrimps and stuff like that in Vietnam. And all our clients always lost internet and stuff like that. I bought the best internet. Here. The best one. Yeah. And then I have a free internet to train to train. If someone not good, I train to the other one. Oh, really? Okay, goodbye. We do not lose time more. but my idea is that I made an interesting book that you can turn the book into your way that you learn better. Yeah, it's better. Yeah. So now goodbye. You have just learned two things. New verbs. Yeah. Can I new? New is a what is a new thing? Can I, like I learned something new? What can I? It's new to me. Yeah. Mới, cái này mới. Oh, can I mới? Okay. Mới là new. Mới là new. Mới just mean new. Yeah. Mới just mean new. Mới. Mới just mean new. So no mới. Yeah. No. Nó thì mới. Yeah. Nó mới. Nó mới, yeah. Okay. Tại sao em thích ăn chirachi? Em thích chirachi tại vì nó tốt cho sức khỏe. Yeah. Và tốt. Yeah. Taste for the taste. Yeah. Và ngon, em nói là ngon. Và ngon. Oh, và ngon. Và ngon. Anyway. Bạn gái em thích ăn chirachi không? Không, tại vì chirachi có too much is a nhiều quá. Cầm ngỡ. Thịt gà. No, cầm rice, cooked rice. Cơm. Có nhiều cơm quá. Cơm quá. Chứ thì cơm. Cơm. Dạ, chứ thì cơm. Cơm and rice. Có nhiều cơm quá, right? Có nhiều cơm quá. Có nhiều cơm quá. Cơm quá. Dạ. Có nhiều cơm quá. Dạ. Yeah. Em ăn chirachi ở đâu? Em ăn chirachi ở quán a mall. It's like a mall. A mall. Em nói trung tâm. Em nói là trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại là mall. Trung tâm thương mại là a mall. Yeah. It's like chợ market, right? Yeah, rồi. Chợ là market, yeah. Chợ là market, yeah. Trung tâm thương mại là mall. Yeah, trung tâm thương mại is complicated. Okay, trung tâm là center. Center. Trung tâm là center. Và thương mại là commercial. Hiểu không? Thương mại là commercial. Trung tâm thương mại. Nhưng mà tại sao em không ăn chirachi ở nhà hàng? Tại sao em không ăn chirachi ở nhà hàng? Nhà hàng. Tại sao, tại vì chirachi không bán ở nhà hàng? Không. Em nói là không bán ở, không được. To be không được bán ở nhà hàng. Last time you have learned the word được for the basketball. It's made of. Oh, same. Chirachi không được bán ở nhà hàng. Tại vì chirachi không được bán
bán bán không bán con, con, bán hờ, ở, nhà ở ở ở ở nhà ăn nhà hàng nhà hàng nhà hàng nhà hàng dạ tốt đây nhà hàng nhà dạ tốt ăn đây nhà nhà ăn hàng nhà ok nhà hàng nhà nhà hàng nhà hàng is nhà with the hàng h nhà yeah it's hàng different at the restaurant yeah nhà nhà hàng ăn nhà ăn in bed the dining room nhà ăn dining room nhà ăn dining room Oh yeah, okay. Nhà hàng. eating room nhà hàng restaurant Oh, okay. nhà ăn eating room It's very close, right? Yeah, it's very close. Okay. I think okay. Now em, Guba, you should think something to ask me also. We are making conversation. Hôm nay anh nói chuyện. Hôm nay anh nói chuyện với sinh viên. Với sinh viên. Sinh viên. Sinh viên is student. Student. Okay, yeah, yeah. Student. Yeah. Okay. Anh luôn luôn. Anh nhớ luôn luôn. Always. Yeah. Anh luôn luôn nói chuyện với sinh viên. Anh luôn luôn nói chuyện với sinh viên. Okay. Em hiểu không? Em hiểu. Dạ. Yeah. Em hiểu. Anh Lami hôm qua anh Lami yesterday. Hôm qua. Hôm qua anh cũng luôn luôn nói chuyện với sinh viên. Okay. Anh luôn luôn nói chuyện với luôn sinh luôn viên. Every day, Yeah. Right? Dạ, yeah, luôn luôn nói chuyện với sinh viên. Luôn luôn nhắc. Đó là mọi ngày, every, mọi. Are we having this one or not? Mỗi. Ok, mọi mean every, mọi mean every. Và mỗi okay. mean each. Yeah. Maybe we have learned something. But think about why don't I okay. see you write the sentence for every new word? Why? Last time you said that one time you write one sentence for every new word, but this time you do not do that again. Why? No. I didn't know, but should I do that every week? Yeah, of course. Oh, okay. But okay. The most important thing is that you understand the vocabulary and then you put in an example and then you remember yourself. And then when we talk again, you know that right away. Yeah. Okay. I'm here. Yeah. Same. This is only of your homework. Yeah. Every word, write one example. And then even you can write down on your notebook also so that you can remember the new words. Each time we will learn about 20 more new words, you know. Each time. Yeah, it's a lot and of then, new words. And then it's a lot. And then if you don't think out some way to keep them, and then you will forget later. New từ mới. Yeah. Oh. A lot of new words every day. A lot of new words every day. Okay. New từ mới new mỗi từ ngày. Mới. Mỗi ngày. But the first mới is new. Mới mình new. Mới chất mình new. Oh, okay, okay, okay. Yeah. Mới chất mình new. Yeah. Mới. Nhiều từ mới okay, mỗi ngày. Yeah. Mới chất mình new. New. Yeah. Okay. New từ mới. Mới. Okay. Yeah. Nhiều từ mới mỗi ngày. Mm. Em hiểu không? Em hiểu không? Yeah, em you. Yeah, rất tốt. Yeah. Mỗi ngày. Okay. Yeah. Good day. It's good day. So, yes. So now, and good day. We should talk more about. If not, I am worried if we don't talk enough. Yeah. Same. Em suy nghĩ gì về Đà Lạt? Em suy nghĩ gì về thành phố Đà Lạt? Em suy nghĩ gì về thành phố Đà Lạt? Về means about. Okay. Em suy nghĩ
thành phố Đà Lạt đẹp và thành phố Đà Lạt that the expensive is like đắt tiền nói chung không đắt. The tea is expensive. Chà. Không phải, không đắt. Okay. Tại vì anh uống cà phê ở một quán cà phê rất đẹp. Vì anh uống cà phê ở một quán cà phê rất đẹp. Anh muốn go boy nhìn thấy xe buýt, xe máy, xe ô tô, núi, bầu trời, nhìn thấy hồ nước và anh uống trà ở quán cà phê đó. Đắt coffee. Rất mắc. Không. $2 một ly trà. Oh. bao nhiêu ly cà phê là usual normally like bình thường chứ quan sát cả bình thường là normally ok bình thường but bao nhiêu tiền mình mất đi sao này là bình thường là normally say so how do you ask the question that normally how much is one coffee? Một ly cà phê tiếng about no bình thường bao nhiêu là bao nhiêu tiền what bình thường bao nhiêu tiền tiếng okay okay I really reset wait, I'm okay. Bintung, Bintung, bao nhiêu tiền một ly cà phê? Bình thường $1 một ly cà phê. $1 một ly cà phê. Nhưng ở quán cà phê đó, that. Nhưng ở quán cà phê đó, nhớ đó không? Đó là yeah, that. Đó that. Nhưng ở quán cà phê đó có lẽ $2 một ly cà phê. $2 một ly cà phê có lẽ tại vì anh chưa uống cà phê ở đó. Wait, what? Tại vì anh chưa uống cà phê ở đó. Anh chưa uống cà phê ở đó. Anh chỉ only. Anh chỉ uống nước trà ở đó. Oh, okay. Anh chỉ uống nước trà ở đó. Nhưng mà đó là trà gừng. Yeah. Trà gừng mật ong. Ok, trà gừng mật ong có nghĩa là tea with ginger and honey. Trà gừng mật ong. Oh, okay. I'm not sure I'm going to remember this one, but don't care about that. Okay. Okay now, goodbye. Nhưng em thích thành phố Đà Lạt không? Em thích thành phố Đà Lạt không? Em suy nghĩ em thích thành phố Đà Lạt. Em thích đi thành phố Đà Lạt không? Em thích đi thành phố Đà Lạt. Yeah. From wait, I will try something from. To Koi. From what I saw, and can I say that? Like from what you have seen. Okay, yeah. So now I'm. Is it complicated? Sir? No. So you have the word những. Last time you have the word các, yeah, các for plural, right? Các for plural. Các for plural, yeah. Các. And then you have one more thing needed. Những also for plural.
for plural. Yeah, for plural. And then have the word nhiều also for plural. Also for plural. Yeah, for plural. So that in Vietnamese language, you have a three word for plural. Yeah. So that, same, các em. Các for something that you have a, you have a know what you are talking about. Yeah, okay. Like, okay, you have three cats. You have three cats. Well, the cats there, like, các bạn, yeah. And then about, are you saying những for idea that you cannot classify or you cannot know exactly what are they? Like the money. Yeah. I saw that you said that từ những điều thìn, yeah. Điều mean thìn, điều, okay. điều. Yeah, điều. Từ những điều, or từ những gì, from what? Từ những gì em coi, em thích đi Đà Lạt. Ken is có thể. Repeat is okay, yeah. Từ những gì em coi, em xem, em thấy, you see. Từ những gì em coi, em xem, em thấy, em thích đi thành phố Đà Lạt. Okay. Yeah. So, yeah. Okay. So, you just learn one more thing that những here. Các is for something. You have learned the word các before, right? Yeah. The word những is just the same to các, but it's for something that you cannot classify what are they. Mm. I said, and then you said những gì. Have you from the people I have met, I have seen, I would like, I know that Vietnamese people, I would, right? Từ những người Việt Nam, em nhìn thấy, em suy nghĩ người Việt Nam thì tốt. Oh, okay. It's kind of it's next level a little bit. yeah. But it's game. Don't care about that. Okay, So, continue. You have to ask me question also, good boy. Okay. ask is to ask hỏi, something. Hỏi. Em sẽ hỏi ang question. Câu hỏi. Okay. Câu hỏi. Yeah. Em sẽ hỏi ang câu hỏi. Yeah. Các câu hỏi. Yeah. Các câu hỏi. Đúng rồi. Các câu hỏi. You can classify that one. Các câu hỏi. Yeah. Câu hỏi. Yeah. Sleep. Wait. Ngủ. Yeah. Ngủ. Yeah. Bao giờ is how much time, right? Bao nhiêu? But bao nhiêu is how much? How many? The same one, yeah. Yeah, and time is yeah. So bao nhiêu? Thời gian. Giờ, hour. Oh, it's okay too. Bao nhiêu giờ anh ngủ? Yeah. Sau ngủ? Last night? No. Chưa ngủ. No way. How many hours did you sleep last night? So. But how do you say last night? Last night is neutral. No, go back now. Yeah. So what is yesterday? So yesterday is hôm qua. What is night time? Ngủ qua. But what is night time? Choi. Hôm qua mình yesterday. No, night time. It's not choi. No. Go up. I have a marked area.
This is on the this is maybe that on the go down little and then you go ban them. Ban them. Yeah. Ban nah. Boy song, ban them. Okay. Yeah. Ask again. Ban you ya about them. Ban them. Ban them. Last night. Ban you ya an ngu ban them. Last night. Yesterday. Chuột. Ban them chuột. Hôm qua. Ban them hôm qua. Yeah, đêm hôm qua. Đêm hôm okay. Say again. Yeah, ask again. Ban you ya an ngu ban them hôm qua. Okay, yeah. Now, make the question just one more time, boy. And then you can, you do not say the word ban here. Ban is just classifier, and then you do not need that one. Just say them, is enough. Yeah. Okay. Yeah. Right. So ban you ya an ngu them hôm qua. Ah, good question. đêm hôm qua an ngủ bảy giờ. 6 giờ. Anh nói tiếng Việt. Anh nói tiếng Việt với một người ở Hà Nội. Wait. Anh nói tiếng Việt. Tiếng Việt với một người. Với một người. Với một người. Một người ở Hà Nội. With one person. Ở Hà Nội. At Hanoi. Ở Hanoi, Anh okay. We talk about gì ngã we talk about the different of the pronunciation. Okay, good. Same. You see that you have learned a lot of new words, but now you make a question still very different, right? So that we do not need to learn a much more. We just come back and then you do the question and then you can use all the things. Okay. Good name. Now, why are you? You need to ask me 10 questions. Now, come on, quickly. 10 questions? Yeah, of course. Yeah, 10 questions. Okay. Bao nhiêu, how old is bao nhiêu năm? How old? How many years? Bao nhiêu năm? And có? Anh có bao nhiêu năm? How many years do you have? Like tuổi. You say bao nhiêu tuổi? How old are you, right? How are you? It's not anh quê không? Yeah. But how old are you? How old are you? Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? How many times? How old? Okay. Tuổi means this old. This old. Tuổi means this old. Yeah. If you say ngồi tuổi, it's a old person. No. Ah, you said anh bao nhiêu tuổi? And then you answer that. anh 30 years old. Yeah. Anh 30 years old. Em hiểu không? Em hiểu. Okay. Em hiểu không? Em hiểu. Hiểu. Chưa. Like, yeah, có. Tuổi. Why Google say that it's incorrect? Why? No. So that is superior. It's like that. No. Yeah, that one is correct. Yeah. But what you say not correct? Tuổi. No. Not good. Yeah. Tuổi. Anh bao nhiêu tuổi? Yeah. Tuổi. Okay. Yeah. Say. Now ask again. Okay. Anh bao nhiêu tuổi? Tuổi. Ah. Okay. Anh. Anh 40 tuổi.
One more tuổi. Okay. Yeah, yeah, yeah. Em bao nhiêu tuổi cô Bon? Em bao nhiêu tuổi? Anh 20 tuổi. 20. No. 30 tuổi. Em 30 tuổi, 30. Yeah, em 30 tuổi. Em 30 tuổi. Okay, yeah. À cô Bon. À cô tin yêu của cô Bon. À you ask me some more question. Yeah. 10 question total. Anh suy nghĩ mua nhà ở thành phố Đà Lạt trước phải không? Rồi, 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 rồi. Anh suy nghĩ rồi. Anh suy nghĩ rồi. I think already. Do you think no? Do you still think it's a true? German yet or not yet? Okay, but if you ask, do you still is it like, do you still think about it? Do you last time we have learned the word gone, yeah? Gone. And you? And tôi khỏe, I'm fine. Tôi khỏe. Còn anh, how about you? And you? Gone, yeah. Anh, and you? Yeah. And I said that the word gone also means still. Also means still. Also means still. Also means still. So that your question is that anh còn suy nghĩ về mua nhà ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt không? Yeah, ở Đà Lạt không. Yeah, yeah. Okay, anh còn suy nghĩ về mua nhà. Oh, if you have the word việc here, it's more excellent. Yeah. Việc, it means that the job of what you know that. Làm việc, to work, right? Yeah. Việc. So, việc, vi, nhi, suy nghĩ về is about. About. Same. Yeah. The word việc, it just means like the word đồ for the things, but for object. Deal for the idea, and then việc is some job, some work, some job. Okay. Yeah. Việc. Yeah. I we have that one is good. Yeah. You have the word đồ, deal, yeah, and then week. Okay, wait, yeah. Okay, yeah, I will just separate it because it's very different. Yeah. Probably. We have three, like, the three very popular words for you to put something like that one. Yeah, I think I will get used to it if I read and I get around, like I get those words and I see those words and I'm gonna get used to it because each time I'm gonna be like, what, why did they say that? And, Right. Okay, now. Ask me again. What? And continue now. Ask the question you asked again. Do you still think about buying a house in the lab? Anh còn suy nghĩ mua nhà ở thành phố Đà Lạt không? But you forget the word about. Anh còn suy nghĩ về mua nhà ở thành phố Đà Lạt không? Còn luôn luôn còn. Con luôn luôn always luôn. Tại vì anh rất thích sống ở Đà Lạt. Tại vì Đà Lạt đẹp quá, Đà Lạt rất tự nhiên, Đà Lạt có nhiều núi, có nhiều cây, có nhiều hoa, có hồ nước. Và người ở Đà Lạt rất tốt. Người ở Đà Lạt rất tốt. Có friends, I don't know. Bạn. B-A-N, and then dot. It's like a table, and it's like a cell, but with a different term. Okay, bạn. But this one, bạn. Drop down phone. Drop down phone. Bàn. Wait, what? Bàn, okay. Bàn là table, right? Bàn là table. Yeah, okay. Bàn là table. And then you have the word that bàn. Bàn. It means friend. Oh, okay. Yeah. Bàn. Yeah. Now ask me question. Okay. Yeah, come on. Có các bạn ở thành phố Đà Lạt? Không. Có.
Anh có các bạn ở thành phố Đà Lạt. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Bring me a subject. Không có do. Em không biết nói gì. Em không biết nói gì. Em không biết nói gì. Yeah. Yeah. Em không biết nói gì. Yeah. Okay. Anh sẽ cho em xem. I will show you why I like Dallas City. Yeah. Ở đây em. Anh muốn mua nhà ở đây. Anh muốn mua nhà ở đây. Chỉ cho anh một phút. Ok, đây em. Yeah. Em nhìn thấy. Em nhìn thấy ạ. Yeah. Anh muốn mua nhà ở gần đây. Near here, ở gần đây. Yeah. Gần đây is gần. Near again. Yeah, near here. Em nhìn thấy không? Em nhìn thấy. Oh. Ở đây có rất nhiều cây, rất nhiều núi và rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Em nhìn thấy không? Em nhìn thấy ở đây ra. Yeah. Yeah, cao. It's high in the sky, right? Rất cao. Ở đây rất cao. Có nhiều mây, anh không? Có nhiều mây. Mây is a cloud. Cloud. Có nhiều mây. Morning is wait. Buổi sáng. Yeah. Nhưng em, ở đây luôn luôn có rất nhiều mây. Luôn luôn. Tại vì ở đây rất cao. Rất cao. Vì vậy mình show that, yeah. Vì vậy. Yeah. So that you have three words. Tại vì, or tại gì. It means that because, right? Because. And then you have the word tại sao, vì sao. Yeah, it means that why, right? Why. And then you have one more word that vì vậy. Yeah. So that. Em hiểu không, cô Boy? Em hiểu không? Tại vì, because, tại sao, vì sao, why, vì vậy, so that. Em hiểu không? Vì vậy, so that. Hiểu. Vì vậy. Yeah, so that. Ok. Tại vì ở đây rất cao. Vì vậy, luôn luôn có rất nhiều mây. Anh thích nhiều mây. Không. anh thích rừng, anh thích nhiều cây, anh thích núi, anh thích tự nhiên. Anh thích tự nhiên, natural. Rất đẹp. Ở đây rất đẹp và rất tự nhiên. Em nhìn thấy. Nhưng ở đây không có nhiều người. Ở đây không có nhiều người. Và ở đây rất bình yên. Ở đây rất bình yên. Tiếp tục em. Em nhìn thấy. It looks like the ground is a little bit tedious, right? No, because if you show me the picture before, yeah, like do you know when the ground goes away? landline, yeah, something like that. Okay. Maybe it looks like a little bit dangerous. No? Okay, đá lở, đất lở. Đất lở là landslide. Ở đây có nhiều đá lở em. Đá lở. Đá lở.
Co-new data. À, nhưng mà only in some area, only in some area, only in some area. Ở đây in the other place they are very well, they are very good. Em hiểu không? Oh. Okay. Anh luôn luôn thích sống ở Đà Lạt. Luôn luôn. Mm. Okay. Next question, go boy. Next one. Any ideas like Now, we should go over and review something again, Vu Bon. Yeah. We will do again quickly. I think that you forget a lot, Vu Bon. Maybe. You go up. Just before fast now. Go up to the very first lesson of us. Maybe on the. Now, Vu Bon, you come back to the day 16. Yeah, just move your cursor over there. Third day, 16 January. I have a map area. Now, you will concentrate and read. I will concentrate and read with you also. Yeah, quickly, for fast. Yeah. Now, có, okay. You also read with me, and then I read with you and now. Có, có, to have, to agree. Maybe we could just ask question with those words, right? We do not have enough time to review all the things. Next question. Em có thích Việt Nam không? Có. Em có thích Việt Nam không? Em không thích Việt Nam. Dạ vâng. Em nhìn thấy. You see? Vâng. Em có thích Việt Nam? Dạ có. Dạ không. Em thích uống cà phê không? Nào, Quang Bạch. We should read very fastly so that we can review all the things. Okay. Em thích uống cà phê không? Dạ có. Có, dạ vâng, dạ không, không, no, or disagree. Em có bạn gái người Việt Nam không? Dạ có, yes, I have. Em có hiểu không? Do you understand? Yes, I understand. Có hiểu. To be, em, to be thì là, thì describing là for introducing. Em là good boy, phải không? Phải, correct, that's right. Bạn gái em là người Việt Nam, phải không? Dạ phải. Ok, next one em. Bạn gái em thì đẹp, phải không? Đẹp. Bạn gái em thì dễ thương, phải không? Dễ thương. Okay, tiếp tục em, go down em. Ở, to be, to stay, to live, on in it, a play. Vào, to be on in it, good time, yeah? Yeah, okay, yeah. Go down. Maybe go a little bit a little bit less fast. but we do not have enough time, go on. Oh, it's okay. I mean, you should do more at home yourself, yeah? Okay, but, I mean, time, we can just take more time and go take more time the next session to review. Can just continue where we are when we were at this one. Okay, good idea. Okay, now, yêu em, yêu to love. Yeah. Anh yêu em phải không? Phải. Anh yêu em. Anh không yêu em phải không? Không phải. Anh yêu em. Be careful, good one. Anh không yêu em phải không? You do not love me. It's correct. And then you should answer that, không phải. No. Yeah. I love you. Không phải. You know, the girls and women, the girls and women in Vietnam, sometimes they will ask you some question in the opposite way like that. Yeah, okay. Anh không yêu em phải không? You do not love me, correct? And then you should answer that. If you answer phải, if not, you do not love her. Oh, no. So that you should say that, không phải. Yes, I love you. Yeah, you have to take care. You have to be careful. Okay. Me too. Sometimes I ask my students some questions like that, and then they have to think. Okay, next one. Next one. Giáng sinh, Christmas. Vào Giáng sinh, em và bạn gái có đi ăn ở nhà hàng không? Em hiểu ha? Đi ăn. Ăn ở nhà hàng không? Okay. Và. Okay. Now, em next one. Và. Yeah. Yeah. Voi. Tại vì
Tại sao? Của, ok, của, of our relationship, dạ. Dở, tốt, to be good, ok. Dạ không, em và bạn gái không đi ăn ở nhà hàng. Em và bạn gái đi ăn ở nhà ba mẹ vào Giáng sinh. Em không thích ba mẹ bạn gái của em, phải không? Em không thích ba mẹ bạn gái của em, phải không? You do not like your girlfriend parents. Is that correct? And then you should answer that. Không phải. No, I'm not. I love, I like them. Em thích ba mẹ bạn gái của em. Ok. Đây, nào, Gió Thanh. You read. Ok. Em không thích nuôi... em không thích nói chuyện tiếng Việt với ba mẹ bạn gái của em, phải không? This one you answer không. No. Không, tại vì tiếng Việt của em chưa tốt. Because my Vietnamese is still not good. Okay, good em. Very good em. Same. Bạn gái. Bạn gái em is better than bạn gái của em. Bạn gái em control của em. But you always say, but you always say control của em. You cannot say control em. Yeah, cannot say this one. Cannot. Yeah. Cannot. Okay. And then bạn gái em. Good way. Bạn gái của em too passive, controlling but very bad. Control của em. Okay. Good. Control. Okay. Yeah. On way. Dao. Where? Oh, Dao. To be where. Okay. Next one. To ba ngày mỗi chín tăng một năm hai mỗi no hai không hai mỗi. Good em. Yeah. Next one. Yeah. Nhìn thấy. Yeah. Nhìn thấy bạn gái em ở đó. Maybe no need to read the symbol. Cuba. Yeah. Just read the word is enough. Yeah. Right. Sorry. I just read the new word is enough. You don't need to read all the sentence. Oh, okay. Okay. Yeah. And new. Yeah. New. New. A lot. New. Yeah. Can dong. Very few. This one. Yeah. Côté. Okay. Côté can. Côté. Côté. Maybe. Côté. Maybe. Yeah. Côté. Cắt. Yeah. All the different. Yeah. Okay. Next one. Go on. Yeah. Núi. Yeah. Nui mountain, bao nhiêu, how much, how many, quán shop, quán cà phê, quán cơm, quán bánh mì, quán nước, quán bia, food em, thành phố, khi nào, when, về, about, về, xem, khi nào, when, what time, okay, next one, Đây là, this is, đây, it's like, this at a subject. This at a subject. And then this at an adjective before the noun. Okay. China is fruit. This fruit. Yeah. This fruit is good. It's red. No, it's not bad. It's not good. Bad. Bad. Not tasty. In northern accent it would be zha. Yeah. Not in Vietnam, Okay, next one, Đó. Yeah. Đó, ở đó. Yeah. Xe đó tốt. Tốt. Chồng. Nhai chồng giàu. Greenhouse. Bao choy. Bao choy. Okay, this one is Kai. Bao choy. Okay, bao choy. Sky. Yeah. Rất very. Your. Hour. Your. Thời gian. Okay. Time. Thời gian. Time. Thời gian. Bao nhiêu thời gian? How much time? Yeah. Bao nhiêu thời gian? How much time? Hour. Foot. Minute. Yeah. Ở đây. Ở đó. Con đường. Con phố. Cây cỏ. Lá cây leaf. Ok. Thứ sáu ngày 23 tháng 1 năm 2020. Next one. Hồ nước. Bình yên. Đi xe máy. Đi xe máy. Đi xe xích lô. Thật không? What is
Cyclo. Okay. Cyclo. Yeah, sorry. Yeah. Tat Hong, really? Yeah. Hong. Yeah. Hong. Yeah. Hong Bao Ye, never. Yeah, yeah. Nam. Nam. Gap, meet. Gap. Okay, yeah. Before, sau. Okay, sorry. Trước also mean before, ago, last, in front of. Sau, later, after, next, behind. Yeah. Yeah. Đây đây ở đây con em trường học biết trường trường hợp okay. Biết ok deal for idea deal ok nói con em deal nó là deal yeah deal is idea. Authentic new deal đồ em đồ yeah and then you have just learned one more word week for everything you do for the work for the job week yeah. For all the job like okay làm việc and then việc in that for the job or for the work just like deal and door next one it means yesterday. Chuk ngay om qua last. Chuk ngay om qua. Okay. Before yesterday. Ngay tu hai chuk last Monday. Ngay mai tomorrow. Tomorrow. Sau ngay mai after tomorrow. Ngày hôm nay. Ngay om qua om nay is today. Ngay tu hai is Monday. Ngay tu hi, sau is next Monday. Ngai chu nhat is Sunday. Ngai chu nhat nai is this Sunday. Ngai chu nhat chuok last Sunday. Ngai chu nhat sau last Sunday. Next Sunday. Tang month, this month. Tang chuok last. Month, yeah. Tang sau, next month, yeah. Ngai, a day of that date, yeah. Ngai nam year, nam nai this year, nam sau next year, nam last year, tuan week, yeah. One nai this week, tuan chuok last week, tuan sau next week, vow on, in at ham, vow, hopefully. Okay, next one is we learn about the comparison name. Hơn, more, or better. You see that? Hơn, more, or better, right? Nhất, the best, the most, yeah? Nhất, the best, the most. But nhất, always, at the end of the sentence. Hơn, after the adjective. Okay. But nhất, always, at the end of the sentence. And then, bằng has two meanings. By, and then also mean that SS equal to. Em nhớ là, em nhớ là we have learned that cây ghế làm bằng gỗ, the chair is made by wood. Cây ghế làm bằng gỗ, the chair is made by wood. Yeah, bằng làm wood is bằng okay bằng by you see that bằng here bằng nhá by yeah okay bằng... cây ghế làm bằng gỗ, cây ghế the chair làm bằng gỗ, the chair is made by wood. Cái ghế là bằng gỗ, em nhớ không em? Ok, bằng also mean for SS for the comparison. Yeah. Em hiểu không? It's a little bit like saying it's like No. It's different. Yeah. Different. Sam, we just have something more to review em. Yeah. Are you just go for fast now? Come on. Yeah. Next one. Chào. Where are you? Yeah, cao. Yeah, cao. Cao. Yeah, cao. Cao. Mập is fat. Yeah. And new is eat a lot. Hot is to study. Hot. Yeah. Them. Yeah. Them. Yeah. Them is addition. M hot them high again. M hot them by again. You love you. Yeah. You. Yeah. Yeah. You. You okay? Yeah. Pick to like that for all the past. Okay. Yeah.
So da se dang. Yeah, yeah, yeah. Okay. But you can erase all the words. Yeah, you can erase all those words. Yeah, yeah. But depending on the context. Yeah, 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 yeah. It depends on the context. Then, next one. Okay. Anh nói em anh ấy, so yeah. Nung, but yeah, yeah. Không làm gì, do nothing. Không làm gì, không làm gì. Okay. Yeah. Em làm gì? Yeah. Hôm nay em thích anh gì? Yeah. Em thích anh gì? So that I, hôm nay I didn't do anything. No, it's like. I do nothing. Yeah. Like, yeah. Why is there interrogation dot? Like what this is not a question. Yeah. Hôm nay em thích anh gì? What do you like to eat today? Okay. Em không thích anh gì. Okay. You like to eat nothing. Yeah. Em thích Vung. Em thích Vung. Em không thích Vung. Yeah, yeah. Tốt đây. Em ăn gì không? Em ăn gì không? Em ăn gì không? Em không ăn gì. Okay. Em ăn bánh mì phở. Yeah. Soup. Yeah. Soup. Soup. Yeah. Đường. Đường. Sugar. Đường. Yeah. Sữa. Milk. Yeah. Yeah. Hay là, yeah. Hay là, okay. Well, em thích uống cà phê. Em thích uống cà phê. Vôi. Sữa. Cà phê có vôi. Why có? Cô. Có. To have a with. Yeah. Okay. Yeah, yeah. We can say both. Both. Either one, right? Either one. Okay, now. Okay, go back. We just have something more. Yeah, now. Just one more, two more, right? Now this one, em. Yeah, không làm gì, do nothing, yeah. Where? Go down, yeah. Không làm gì, okay. Em làm gì? I, who, khác, all the different. Yeah. Why, outside from? Go about you, I khác, ngoài bạn gái của Google Boy. Are you look who, outside from your girlfriend? And you said that, em không yêu ai. I love no one. Okay, yeah. Hi, my bạn gái. Okay. So, I don't know, but I teach you because that I would like you to understand this one. Same. No one. Yeah. Nothing. Nowhere. No place. For example, M U I. Why? Outside from. M U I. Khác. Em yêu ai khác ngoài outside bạn gái của em, bạn gái của em. And then you answer that em không yêu ai ngoài bạn gái của em. I love no one from outside from your girlfriend. Yeah. So yeah. The word không ai here means that no one. Em hiểu không? No one. Oh, okay. Em thích ăn gì? Em thích uống gì? Em thích uống gì? What do you like to drink? Em không thích uống gì. Em không thích uống gì. I like to drink nothing. Okay. Hôm nay em thích đi đâu? Em nói là không đi đâu. Xem, không đâu kia mình nowhere. Yeah. So, this is a very popular of answer in the Vietnamese language. Em hiểu không? Em hiểu. Yeah, em hiểu. Yeah. Em hiểu. Yeah, good, yeah. Rất tốt. Okay. So yeah. Now this one. Well, just before we start over. I'm gonna be on a trip in March, so I might just cancel a few lessons during 1 week. Yeah. So don't be if I cancel something you. You will know. Yeah. Okay. It's okay. Yeah. In March, right? In March. Yeah. Okay. Totem. Yeah. So,
So now, rồi. You just have a something more, yeah? And then just go over all, yeah? Or maybe later, maybe later, maybe later. Yeah, maybe next time, next time, yeah. Next time. Okay. Next time, we will stop here today, yeah? We will stop here today. Yep. Okay. Now, now I would like you to do something with me now, yeah? For the conversation, eh? No, no, no. You just talk about your girlfriend, her parents, and then your day, yeah? Okay. Yeah, I'm not. Bạn gái em tên gì? Bạn gái em tên Trump. Bạn gái em đẹp không? Bạn gái em đẹp. Yeah. Bạn gái em thích ăn gì? Thích ăn gì? Yeah. Means she likes. Oh yeah, ăn. Like she likes to eat what? Bạn gái em thích ăn phở. Yeah. Tại sao? Tại sao bạn gái em thích ăn phở? Tại vì phở tốt. Ngon. Yeah. Ba má bạn gái thích ăn phở không? Yeah, ba mẹ bạn gái thích ăn phở. Yeah. Họ, ok. Họ là đây. Họ là đây. Đây. When you don't want to repeat again too much, yeah, and then you say that họ. Just mean đây. So that, today you learn two words, ok. Nó là it, yeah. Nó là it. Họ là đây. Ok, yeah. Ok, same. Họ thích ăn phở gì? Họ thích ăn phở gì? They like to eat. Họ thích ăn phở gì? Họ thích ăn phở gì? How can you say that? Okay. What? Yeah. What kind of phở? Họ thích ăn phở gì? What kind of phở? Okay. Yeah. Everything. Like, did we learn this one? Everything. Mọi điều, mọi thứ. Mọi. Okay. Mọi every. More every, more. Every. Yeah. More here, every. More every. Oh, okay, more. Yeah. Damn. Yeah. My fur. Okay, it's okay. Họ thích ăn mọi phở. It's okay. We can accept this sentence now. We will correct later. Next one. Em suy nghĩ học tiếng Việt vui không? Em suy nghĩ học tiếng Việt vui. Vui. Yeah. Em suy nghĩ chúng ta đang học tiếng Việt thế nào? Tốt, good, không tốt, not good, cũng được, it's okay. Em suy nghĩ chúng ta đang học tiếng Việt thế nào? Chúng ta means we. Chúng ta we. Okay. We. Yeah. Chúng ta, we. Em suy nghĩ chúng ta đang học tiếng Việt thế nào? Thế nào? Okay. Em suy nghĩ chúng ta đang học tiếng Việt thế nào? Yeah, em suy nghĩ chúng ta học tiếng Việt tốt. Em cảm thấy em thích nói tiếng Việt không? Thích nói tiếng Việt không? Em cảm thấy không em cảm thấy
khơi tiếng Việt không tốt. Em ở đây em chưa nói tiếng Việt tốt. Em chưa nói tiếng Việt tốt. Ừ, em chưa nói tiếng Việt tốt. Good, ok em. Ừ. Em cảm thấy em thích học tiếng Việt không? Em cảm thấy em thích học tiếng Việt không? Em cảm thấy em thích học tiếng Việt không? Em cảm thấy em thích học tiếng Việt. Ok, yeah. Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy thế nào khi em học tiếng Việt với anh? Cảm thấy thế nào khi em học tiếng Việt với anh? Với anh. Em cảm thấy vui học tiếng Việt vào anh. Với anh. Dạ. Yeah. Em cảm thấy thế nào khi em nói tiếng Việt với bạn gái? Em cảm thấy how do you write cảm thấy? Just cảm thấy to feel. Cảm thấy. Yeah. It's like nhìn thấy. Okay. Nhìn thấy to see. Okay. Yeah. Cảm thấy em cảm thấy nói tiếng Việt. Yeah. Với bạn gái với bạn gái tốt vui hả? Vui. Không biết. Ok, cũng được anh nói là cũng được. It's ok, cũng được. Vậy à, em có nói tiếng Việt với ba má bạn gái không? Không biết. Không có coi ba mẹ bạn gái. Em chưa nói tiếng Việt có. Với ba mẹ bạn gái. Em chưa nói tiếng Việt với ba mẹ bạn gái. Ok, rất tốt em. Rất tốt. Ok, yeah. Vậy và it's okay, được em, cũng được em. Your homework is that you just review to finish again everything we have reviewed, yeah. That is your homework. Yeah. Just review everything. From not here. And then you go down and then you review all the things going down. Yeah, then, I would write sentences. Yeah. It's better that you make every sentence for every word. It can make you remember better. I should do because I only have two nights to do it and I have a lot of work. Maybe I should do 20, something like 20 because I don't know how many there are. Yeah, yeah. One, two, 10 is enough. Goodbye. Okay, yeah. Goodbye. Yeah, something like that. Yeah. Do not worry about that. You can do as much as you can. Yeah, okay. Yeah, it's okay, okay. But just much when you have free time, that's all. Yeah, I don't have much time. That's the problem. Anh hiểu. Anh hiểu. Không có time. Thời gian. Không có thời gian. Okay, go back. Anh luôn luôn muốn làm video cho sinh viên. Cho sinh viên, okay. For the children. Nhưng anh cũng không có thời gian. Tại vì có bạn, tại vì sinh viên của anh nói là làm video. Ví dụ anh for example, anh đi nhà hàng. I go to the restaurant. Anh đi nhà hàng. Okay. Anh làm video ở nhà hàng. Sinh viên sẽ biết. Sinh viên biết. Đồ ăn này ngon. Sinh viên sẽ biết bao nhiêu tiền. How much money? Nhưng mà anh cũng không có thời gian. Anh muốn làm rất nhiều video cho sinh viên. Ví dụ, for example, anh đi xe buýt.
I go by bus. Yeah, anh đi xe buýt, anh làm video, anh đi nhà hàng, anh làm video, anh đi quán cà phê, anh làm video, anh uống cà phê. Và sinh viên sẽ học tiếng Việt rất nhiều. Sinh viên sẽ học tiếng Việt rất nhiều. Okay. Ở video. Yeah. Okay. Okay. Same. So goodbye. Now, do you want to learn in the book for some minutes? In the book. Yeah, we can. Okay. Yeah, book? Yeah. So that you open the book, yeah. What? Tell me the page in the book. Last time we have finished lesson 2, right? Lesson 3. Oh, I don't know. lesson two. We have finished lesson 2. Yeah. It's like it's all lesson 2 or 3. They are. Now we go to lesson 3. Okay, we go to lesson 3. What page? It's like it's on the page 25. Okay. Yeah, 25. Yeah. Okay. Same. Your name, I'm Sumi again. Oh, I think we did that one. Oh, we did that one. We have learned that one. Yeah. But you do again for me the second conversation. You have some new words to learn. Yeah. You are Sumi. Okay. Chào anh Nam. Chào chị. Đây là Hồng My, bạn tôi. Chị ấy cũng là người Hàn Quốc. Okay. Tôi và chị Hồng My, chúng tôi đều là người Hàn Quốc. Tôi là Sumi. Chào chị Sumi, rất vui được gặp chị. Now, goodbye. Now I'm Sumi Yuan Nam. Chào anh Nam, chào chị. Đây là Hồng My bạn. Anh Nam, okay. Đây là Hồng My bạn tôi. Chị ai cũng là người Hàn Quốc. Tôi và chị Hồng My, chúng tôi đều là người Hàn Quốc. Tôi là Sumi. Chào chị Sumi, rất vui được gặp chị. Now in English, goodbye. Chào anh Nam, chào chị. Hi Nam, hi Chi. So you are saying hello to how many people? Two people, yeah. And then I say a girl and a boy. Yeah. Đây là Hồng My, bạn tôi. What in English for that one? This is Hồng My, my friend. So that this is Hồng My, my friend. So that this is that Nam introduced another person, his friend. You see? Yeah. Chị ấy cũng là người Hàn Quốc. So she is I'm not sure what this is. Cũng also, well, also. Also Hàn Quốc is Korean. Yeah, she's also a Korean. Okay. Tôi và chị Hồng My, chúng tôi đều là người Hàn Quốc. Okay, so we are both Korean. Chong toi. Okay. I didn't know why he said toy if he said chong though. Chúng like chong is we. Okay. I thought it was only chong. No. Chúng tôi mình we. Chúng tôi. Chong toi. Du la. So we are both Korean. Right. Tôi là and I'm Sumi. Chào chị Sumi. Rất vui được gặp chị. Hi, Sumi. Very happy to meet you. Sir, you just learned the word đều, em. Đều. So how do you say the sentence that go by? I and my girlfriend both like to eat Vietnamese food. Chúng tôi. I and my girlfriend. So. I and my girlfriend. Anh và bạn gái. Both like to eat Vietnamese food. So
Yeah, yeah. Tôi và chị. So yeah, tôi và bạn gái em. No, tôi và bạn gái tôi. Yeah. Em và bạn gái em is better. Em và bạn gái em is better. Okay, em và bạn gái em ăn what? Đều. Both no. Like to eat Vietnamese. Okay, both like thích ăn đều. Và bạn gái em đều. Em và bạn gái em đều. Both đều. Like đều. Đều. Oh, okay, đều. Đều means both. It's both like a trung tâm. Yeah, yeah. Đều thích ăn Việt không đồ ăn Việt Nam. Đồ ăn Việt Nam, okay. Say again. Yeah. Yeah. Em và bạn gái em đều ăn đều thích ăn ăn đồ ăn Việt Nam, đồ ăn excellent. Đồ ăn Việt Nam. Excellent. Now, just one more sentence, yeah. I and my girlfriend both like to drink coffee. Em và bạn gái em đều thích uống cà phê. Good. Okay. So you understand đều now, right? Yeah, do. Yeah, okay. It's an important one. Yeah, good. That's tốt. Okay. So now. Stop the recording. Can stop the recording and then send me the video and then